giờ chúng ta quay lại cái vấn đề là có trường hợp trẻ tự tử bởi cái áp lực học đường. Ngoài những cái yếu tố về gia đình kia thì có cái yếu tố là bị áp lực học đường. Ví dụ như trường hợp là ngày 31 tháng 1 2018 thì một học sinh lớp 7 trường Trung học cơ sở Tân Lan Thanh Hà Hà Tĩnh thì đã tự tử trong lớp bằng cách là treo cổ bằng chính cái khăn quàng đỏ của mình. Và trong khi đó thì cô bé này được nhận xét là học rất là ngoan và học lực giỏi. Và khi cô em mất thì để lại hai cái lá thư tuyệt mệnh viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Xin lỗi là kết gia đình và thầy cô là do học tập giảm sút và không được kỳ vọng như bố mẹ mong muốn, thì mong bạn bè tha thứ. Thì với cái kinh nghiệm mà giảng dạy nhiều năm thì anh Phương có thể thấy rằng là cái việc mà bố mẹ kỳ vọng quá vào cái thành tích học tập của con cái nó có cách tác động thậm chí là tiêu cực như thế không? Anh đã gặp cái vấn đề này thì tôi xin chia sẻ mạn phép như thế này. Những ông bố bà mẹ chúng ta có sự mong ước cầu toàn ở con trẻ mình là đúng chứ không sai. Ai cũng muốn con mình trở thành một người tốt, một người đẹp, một người giỏi cho gia đình và xã hội. Trước tiên là tốt cho con trẻ, thứ hai là cũng nở mặt, nở mày cho mình. Nhưng mà có những cái cuối cùng chúng ta trở nên thái quá, trở thành tiêu cực và đi sai. Bắt buộc nhỏ phải học, học ở trường hiện nay là đã học sáng, học chiều rồi. Rồi lại học thêm, có những ông bố và mẹ thấy thảm lắm. Gia đình ăn cơm ngoài lộ, ngoài vỉa hè hoặc ăn trên xe, đút cơm hộp cho con, học sáng xong học chiều nâng cao, chiều xong đi ra học thêm, học toán, học văn, học Anh, học lý, học hóa, học internet, học tùm lum thứ hết, chưa kể những cái chuyên môn khác như học võ, học bơi lội, học đủ loại hình. Thì tôi dạy gia sư ở Cầu Chữ Y này, có con bé kia, nó trở thành giống như là gọi là thiểu năng trí tuệ, trở thành một cái người khác, trình độ lớp 10 nhưng mà thực ra là thực lực học là lớp 3. Vô miệng nói chuyện nhảm nhảm nha. Ông bố bắt là học võ nè, tennis nè, bơi lội nè, organ, vẽ, toán lý hóa phải giỏi. Cuối cùng nó không biết gì hết trơn. Bà già đau đầu, vô dạy nói chuyện, vô mình kiểm tra sơ nét qua thì mình thấy vô kiểu đợt rất hay. Đợt bà khi ta 20 rồi vô ngon lành, nói tiếng Anh như sáo. Vô miền nói chuyện hồi giật nó cuối cùng nó sống, nó thành giống như mình gọi là lập trình, rồi nó đa nhân cách luôn, nó trở thành con người này con người kia chứ không phải ấy. Thì cuối cùng là nó dồn, mà chúng ta mình nói một câu mà nó hơi thô một chút, con bò đó nó ăn nó phải nhai lại thì nó mới tiêu hóa được. Bây giờ trẻ, bây giờ sáng mình thấy đứa bé, từ đứa bé nhỏ cho tới lớp cao, cái cặp nó gù trên lưng giống như một con rùa nhỏ mà phải đeo cái mai, rất là tội. Kiến thức ở trường đã học là đã đủ rồi, mình phải dạy là dạy kỹ năng sống cho bé, mà cái quan trọng là mình dạy làm người cho bé, dạy những bài học đạo đức. Bây giờ không có, làm sao có chuyện đi thưa về trình. Nó trở thành vô là bây giờ cha mẹ chỉ biết là con học bữa nay nhiêu điểm rồi, toán nhiều, văn nhiều, lý nhiều, rồi tại sao con 8 mà sao không là được 9, rồi tại sao con không là 10 mà không hỏi tại sao. Con ơi, cái bài này cái đề có khó không, nó có quá tầm với con không, hay là cái vấn đề nào con bị hỏng kiến thức ở chỗ đó, hay là tại sao con thấy cái khả năng con như thế này, hay là cô ra đề sao rồi cái cách đáp án gì, hay là cái cách con làm sao, có thể mình trao đổi với con như thế nào, hoặc là mình xem cái bài kiểm tra đó như thế nào, rồi mình coi mình có đồng cảm được với con hay không. Có đôi khi cái con điểm số nó không đánh giá hết đâu, cho nên tôi không tin được cái về điểm số hiện nay, bởi vì chúng ta đang đi theo thành tích và áp lực trên xuống, cuối cùng là giáo viên và con trẻ khổ, và giáo phụ huynh mình thì cũng chạy đua, tại vì con của bạn mình á học cái kia ngon thì mình cũng muốn con mình học được giống vậy, thì cuối cùng con bé trở thành cái trái bóng là áp lực học ở trường, rồi học ở thêm, rồi học ở nhà, rồi thành tích, rồi so sánh, đặc biệt là cái so sánh. Sao mày không giống cái thằng kia? Sao con không được giống như bạn này? Bạn kia giỏi. Mỗi đứa khác nhau. Có khi tôi dốt toán nhưng mà tôi giỏi văn. Có khi tôi dốt lý nhưng tôi giỏi quá. Có khi tôi dốt tất cả nhưng mà tôi giỏi về cái khoa học đâu đó. Tại sao mình không lấy những cái ưu điểm của bé ra, mình khích lệ nó lên, và mình làm một cái chiều kích cho nó phát triển, nhen lên cái ngọn lửa đam mê của nó.
mà mình cứ chê và mình xỉ bả thì cuối cùng nó chán, nó không muốn học luôn. Bởi vì áp lực cuối cùng thì sao? Cuối cùng trở thành ù lì và cái não không thể phát triển. Và chúng ta thấy là có nhiều trường hợp bây giờ trẻ có thể là từ cấp 1 nó chưa giỏi đâu, có thể dở đó, cấp 2 cũng chưa hẳn giỏi đâu, nhưng mà đến lúc nào đó, ví dụ lớp 8, lớp 9 ra đi, lúc bây giờ nó nó định hướng rồi, là tự lập rồi, nó đã học được rồi và nó biết cái môn nào, cái khả năng nào, cái thiên hướng nào nó sẽ giỏi về tự nhiên hay xã hội, và nó đi theo con đường của nó. Mà không phải nhất thiết nào lúc nào con bố bà mẹ mình phải con phải đại học. Chúng ta có nhiều cái con đường để vào đời, học nghề cũng được, chứ không phải cứ là đại học ra làm thầy, không làm thợ. Bây giờ thạc sĩ ra chạy Grab nữa thì rất nhiều. Tôi đi Grab là sinh viên chạy nè, sinh viên thất nghiệp ra trường, thạc sĩ cũng có luôn, ra nói chuyện rất hay, kể nhiều câu chuyện tuyệt vời, nhưng mà hỏi ra không có là con cháu các cụ cả, hoặc là không có tiền bạc kim ngân ngọc xoàng, làm sao không có những cái đó, làm sao mà vô mà làm. Cho nên có những cái nó nghịch lý nhưng mà rất là đau khổ, biết sao nói vậy. Ngày 12 tháng 4 2018 thì có một nam sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Nguyễn Khuyến của thành phố Hồ Chí Minh cũng nhảy lầu tự tử và để lại cái thư tuyệt mệnh với nội dung là do cái áp lực học tập điểm số và cái áp lực từ gia đình muốn con mình đứng đầu khối. Thì điều đáng nói này là cậu học sinh này là vốn là học sinh giỏi, nhưng mà do gia đình kỳ vọng con phải giỏi hơn nữa, đứng toàn khối và không đạt được cái điều đấy thì cậu cảm thấy bất lực và tự tử. Không biết là chị Hương có thấy rằng là cái việc mà cha mẹ kỳ vọng vào con cái nhiều quá tăng cái áp lực cho con và có thể biến con thành cái nạn nhân của chính chúng ta. Thực ra em thấy cái chuyện mà cha mẹ kỳ vọng vào con nó chẳng có gì sai cả. Tức là em giống như em có trao đổi trong cái cuốn sách mới của em thì em cũng có nói rằng là trước khi có con ấy, mình có những cái mục tiêu công việc, mình coi đó là cái mục tiêu phấn đấu của mình. Còn khi mà có con rồi thì mục tiêu của mình hình như lại chuyển về cái đứa con đó. Mình coi cái sự tiến bộ của con mới là mục tiêu của mình. Thế thì thành ra vì thế cho nên cái chuyện mà cha mẹ kỳ vọng của con thì đó là điều đúng. Chỉ có điều là kỳ vọng như thế nào, mình đặt mình và đặt con mình trong cái guồng quay như thế nào. Ví dụ như chúng ta đang bàn đến cái chuyện cái guồng quay về học tập điểm chắc, và dường như đó trở thành một cái gông vô hình nó bó cái tuổi thơ của con lại và tuổi trưởng thành của con đi. Đến có những cái thời điểm mà con cảm thấy nó không chịu nổi thì nó dẫn đến cái chuyện là tự tử, hoặc là có những đứa nó trầm cảm, thậm chí có những đứa trẻ nó biến giống như anh Phương kể đấy, nó biến thành một cái người khác. Thì tất cả những cái đó là do những cái vòng quay không đúng cách. Em nghĩ rằng là em có vẻ như là cũng hơi may mắn, tức là theo kiểu mà từ nhỏ là em đã chứng kiến, tức là đã chứng kiến và đã hiểu ra cái vấn đề là cái điểm chắc, cái sự phấn đấu vì điểm chắc nó nguy hại như thế nào. Lúc đấy thì lúc em học cấp 3 em có chơi với lại, tức là lúc đó em học trường dân lập. Trường dân lập thì bây giờ trường dân lập thì nhiều rồi, còn cái thời khoảng năm 2000 hay này mấy á, là nói chuyện học sinh học trường dân lập là người ta sẽ xì xào, kiểu học rất là dốt mới phải vào đấy. Thế thì bố mẹ em thì lúc con vào trường dân lập thì cũng buồn, bởi vì thực ra là trước đó thì cũng đi thi học sinh giỏi tỉnh rồi cũng đạt giải các thứ, nhưng mà sở dĩ là khi mà thi vào dân lập thì là phải cộng điểm tốt nghiệp của các môn khác thì mình lại rơi vào cái thế là học lệch, cho nên điểm khá thấp. Thế thì nhưng mà khi trong quá trình học thì bố mẹ vẫn động viên bảo rằng là có nhiều cái con đường để con đi, nếu con thích đi học đại học thì là cũng đó là con đường của con cố gắng, còn nếu mà không thì vẫn có nhiều con đường để đi. Thì mẹ mới bảo là kể cả như mẹ đạp xe than đi mua than chỗ mua giá xỉ bán giá lẻ các thứ để kiếm sống các thứ thì cũng là một con đường, vấn đề là con đường lương thiện là được. Bố mẹ vẫn xác định được cho con cái từ nhỏ như thế. Và ngược lại thì cũng có những người bạn của em học trường chuyên á, thì sau mỗi cái năm thi ở Vinh thì nó có một cái cầu là cầu Bến Thủy. Thì mọi người hay nói đùa là cái cầu Bến Thủy thì nếu mà sau này cũng không nhớ, hình như em có thời gian em cũng có search Google, thì cái cầu Bến Thủy nó nổi tiếng về cái chuyện là có những cái người chết trẻ ấy, và rất là đau lòng là sau những cái kỳ thi đại học thì nhảy cầu. Có
Dạ. Và thậm chí là học sinh trường chuyên, đặc biệt là học sinh trường chuyên mà rớt đại học là một cái gì đó khủng khiếp vô cùng. Dạ. Tức là cái thời đấy thì cái chuyện vào đại học nó còn ghê gớm lắm, còn bây giờ thì mọi người hay nói đùa là dần dần cũng phổ cập đại học hết rồi, không vào được trường công thì vào trường tư, các thứ rất là nhiều trường. Đấy, nhưng mà em thì em từ nhỏ đã chứng kiến và đã hiểu được vấn đề như thế, thì thành ra đến những đứa con của mình thì em hoàn toàn không ép buộc các cháu là phải hơn các bạn, phải như thế nào đấy. Và thực ra là vẫn động viên con theo kiểu là ví dụ như bây giờ một bé thì nó đang học lớp 2, nó trong lớp nó có đến 47 bạn thì phải có đến khoảng trên dưới 30 bạn được giấy khen, thì con em rơi vào cái số ít không được giấy khen. thì về cũng buồn lắm, cũng nói rằng là con, tại vì là con làm toán ẩu, phép cộng nhầm bài giải, và bài giải là điểm cao nhất trong số cái điểm toán đấy, thì chiếm số điểm cao nhất, thì bảo con nhầm phép trừ với phép cộng ra khỏi vòng thi, con biết con sai rồi nhưng con không cách nào con sửa được. Thế em cũng động viên, và thứ nhất là con biết con sai rồi như vậy là được rồi, còn con không biết con sai thì mẹ mới buồn. Rồi thứ hai nữa là thực ra là đó chỉ vì là con không cẩn thận cho nên là con chưa được giấy khen thôi, thì năm học tới con cẩn thận nó sẽ được. Cũng động viên bé như thế, chứ cũng không phải là thể hiện là thì thôi học dốt cũng được, không sao, thì cũng không thể nào chấp nhận được rồi. Ngoài ra thì đúng như anh Phương nói, tức là nên khích lệ những cái khả năng nào đó của bé. Em vẫn nghĩ là những cái đứa trẻ nó luôn có một cái khả năng đặc biệt nào đấy. Bé có thể học hơi kém so với bạn bè nhưng mà có thể bơi rất là tốt. Và có những bé thì nó đá bóng giỏi chẳng hạn. Thì con bé nhà em nó cũng nó kéo đàn thì cũng chưa thật là hay, nhưng mà cũng kiểu như là cái môn kéo violon thì mọi người vẫn bảo là cũng khá là khó so với lại độ tuổi đấy. Thì em vẫn động viên là thứ nhất là con thấy không, học violon khó như thế mà con vẫn học được, thì thành ra những cái môn khác mẹ nghĩ là con cố gắng con cũng sẽ làm được. Tức là để cho bé nhìn thấy là à, mình đang có cái thế mạnh này và mình cũng được mẹ đánh giá cao, mẹ cũng trân quý cái chuyện đấy, thì những cái chuyện khác mình cũng sẽ cố gắng lên. Thì thành ra em nghĩ rằng là đừng lấy cái chuyện thước đo là con phải hơn bạn này, con phải được giấy khen như bạn kia. Em không bao giờ so bì kiểu như thế, mà để cho con tự cảm thấy là mình phải cố gắng hơn so với chính mình. Như thế thì bé sẽ không bị quá áp lực, nhưng mà bé cũng không có một cái cảm giác là ừ thì sao cũng được, học dở mẹ cũng đâu có la đâu mà. Thì tức là bé vẫn có cái sự cố gắng nhất định, nhưng đồng thời không có những cái áp lực để mà cảm thấy là vất vả quá, khó khăn quá trong việc học. Vậy như tiếp theo chị Hương thì thấy rằng là làm cách nào để cho trẻ vị thành niên có thể mạnh mẽ hơn được về tâm lý, tự bảo vệ mình trước những cái sự tấn công về cộng đồng mạng, cũng như là về cái sự bôi nhọ, bôi xấu gì đấy của một vài cá nhân nào đấy trong nhà trường chẳng hạn. Trong cái lứa tuổi học sinh thì kiểu gì cũng sẽ có những cái mâu thuẫn giữa bạn nọ bạn kia, nhưng mà làm thế nào để con trẻ có thể vượt qua những cái đấy và không đi đẩy đến cái sự tiêu cực là dẫn đến cái việc tự tử để bảo vệ bản thân. Bản thân em thì em nghĩ là trước khi mà trẻ có những cái ý thức và những cái sức mạnh, cái nội tại của mình đủ mạnh để mà chống đối, để mà chống lại những cái điều tiêu cực trong xã hội, trong trường học các thứ ấy, thì trước hết là ba mẹ phải tạo cho trẻ cảm thấy là có điểm lùi, phía sau lưng trẻ luôn có một cái điểm lùi, điểm dựa đủ mạnh. Ví dụ như là cũng là một cái em bé cùng rơi vào cái trường hợp là bị clip đưa lên mạng. Nếu như em không quy chụp là à, nếu mà cái clip đấy đến tay thì bố mẹ sẽ ứng xử như thế nào, có thể sợ bố mẹ chăng hoặc gì đấy. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu trong hai tình trường hợp sẽ có hai kết quả khác nhau. Ví dụ như một cùng một cái câu chuyện như thế, nhưng ví dụ như là một em bé tìm được cái sự không phải sự ủng hộ, mà tức là tìm được sự thấu hiểu, sự chia sẻ ở những người bạn xung quanh mình, ở thầy cô giáo, ở gia đình, và để mọi người chỉ cho trẻ rằng là một cái hành động, một cái câu chuyện như thế không đủ để mà cho thấy con là người xấu, mà đó có thể là một cái sai lầm bồng bột của tuổi trẻ, nhưng mà con sẽ vượt qua. Con chưa đủ sức mạnh thì cũng phải trang bị cho con những cái kiến thức sơ đẳng nhất. Ví dụ như là, tức là cái này thì nó cũng không hẳn là lý thuyết, mà nó giống như một cái kinh nghiệm, trải nghiệm từ bản thân em thôi. Thì em cảm thấy là từ nhỏ thì mẹ vẫn dạy rằng là cái tức là cơ thể lúc nhỏ nhất, từ những cái bài giới tính đầu tiên ấy, thì mẹ dặn rằng là cơ thể mình đó là giống như cái điều quý giá nhất của mình mà mình phải giữ gìn. Giống như kiểu là ai đó dụ dỗ để cầm tay hay gì đó mình mà mình không đồng ý thì đó là người ta không có quyền để cầm tay, đơn giản như thế, là về giới tính. Hoặc là ví dụ như sẽ dần dần nâng cấp hơn,
khi mà giống như mình hiểu được cái chết là như thế nào chết là không bao giờ, đầu tiên họ hiểu sơ đẳng lắm là chết là không bao giờ gặp lại người thân nữa, thì mẹ cũng chỉ cho rằng là chết sẽ những người ở lại mới đau lòng, còn thực ra người mà chết đi rất là dễ dàng. Mẹ bảo có vô cùng nhiều cái chết, nhảy cầu chết, nhảy lầu chết, đâm đầu vào ô tô chết, nhưng mà cũng đồng thời cũng phân tích cho là những người ở lại sẽ đau lòng như thế nào. Rồi đến lúc khi mình có những cái kiến thức sơ đẳng như vậy đủ hiểu rồi thì tự dưng mình cảm thấy được là chết đơn giản chết là hết rồi, không còn một cái cơ hội để mà giống như mình có thể tiếc nuối hay gì nữa. Và khi đó thì một cái đứa trẻ mà nó có những cái suy nghĩ, những cái trải nghiệm sơ đẳng như thế, nó cũng sẽ biết nghĩ đến ba mẹ, biết những người xung quanh mình sẽ như thế nào, sẽ bị hệ lụy như thế nào đấy. Và em nghĩ rằng là những cái kiến thức trang bị vừa đủ như thế thì nó cũng sẽ cảm thấy là cái chết. Em nghĩ đến cái câu chuyện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh ấy, chị Trì, thì chắc là không có cái clip nào mà gọi là nó kinh khủng hơn so với một cái cô gái mà ở tuổi lúc đấy là chưa đến 20 tuổi vẫn đang đi học nhỉ. Nhưng mà nhưng mà lúc mà cả xã hội đều gọi là vừa tò mò vừa lên án vừa này nọ kia, thì vẫn có một bà mẹ đứng bên cạnh con gái mình, nắm tay con gái mình. Và bây giờ thì chúng ta có một cái Hoàng Thùy Linh đã khác hẳn trước đây. Hoặc là như ca sĩ lớn hơn tuổi hơn là cô Hồng Nhung chẳng hạn, lúc đấy cũng Nguyễn Hồng Nhung nhỉ, thì cũng là một cái cú rất là khủng khiếp vào cái độ tuổi đấy, bởi vì cái thời điểm đấy thì những cái clip sách nó còn kinh khủng hơn so với lại bây giờ mình nhìn nhận. Thì nhưng mà cô qua Mỹ rồi sau cũng gặp một cái bạn trai cũng thấu hiểu chia sẻ bao nhiêu năm, thì em nghĩ quan trọng là có một cái người thấu hiểu để có một cái điểm gọi là điểm dựa trong những cái lúc khó khăn, thì chắc chắn là sẽ không có những cái đường bước tiêu cực tiếp theo. Tất nhiên là quan trọng hơn hết thì vẫn là có những cái sự chia sẻ, những cái sự dạy, tức là uốn nắn về kỹ năng sống, về những cái giá trị cuộc sống, để không có những cái điều, những cái tiêu cực xảy ra trước đó. Mình cũng rất tán đồng cái ý kiến của anh Phương, tại vì là cái việc mà nhà trường định hướng được cho con trẻ về vấn đề tôn trọng người khác và bảo vệ cái sự riêng tư cá nhân ấy, nó rất quan trọng. Và cái cách hướng dẫn làm sao để cho trẻ, có nhất là trẻ vị thành niên, ví dụ những cái trường hợp kia thì có thể, tất nhiên là cái việc mà bị đưa những cái clip xấu ra thì nó ảnh hưởng đến đời sống của gia đình người ta rất là nhiều, nhưng đặc biệt đối với trẻ vị thành niên thì khi bị tung một cái clip gì đó hoặc là một số những cái hình ảnh cắt cúc gì đó lên thì đó là một cái cú sốc gọi là đầu tiên trong đời, và các em có thể cảm thấy choáng váng và không biết làm thế nào. Thì đúng là những nhà trường hiện nay cần phải có những cái khóa, những cái lớp, những cái giờ học để có thể trao đổi thẳng với các em về những vấn đề đó, là sử dụng camera điện thoại, smartphone như thế nào ở trong trường, và quy định như thế nào để không được chụp hình lẫn nhau, và không nghiêm cấm không được đưa lên mạng như thế nào. Thì tất cả những cái đấy nhà trường phải là người đầu tiên. Tại vì bố mẹ bao giờ cũng tiếp xúc với con, thậm chí là ít hơn nhà trường, mà cho con ở trường 8 tiếng. Bố mẹ có khi gặp con một ngày có mấy tiếng. Buổi tối. Đi ngủ, con học hoặc là con ăn uống, con đi ngủ. Bố mẹ nào đi làm về muộn thì 8 giờ mới về cơ, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì cái thời gian mà chia sẻ với con hoặc là để hướng dẫn cho con, tất nhiên gia đình luôn luôn phải làm cái bước lùi cho con, làm để nếu mà con bước ra ngoài, con gặp những cái điều không hay ở nhà trường hoặc là bị bạn đối xử thế nào đấy, thì con có thể quay về, con có thể chia sẻ được về tinh thần, thì bố mẹ có cái sự củng cố, điều đấy là tốt nhất. Nhưng vẫn phải có cái sự hài hòa của gia đình và nhà trường. Như vậy là sau cái cuộc trò chuyện vừa qua thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý độc giả những nguyên nhân và giải pháp làm sao để giúp trẻ vị thành niên vượt qua những cái khó khăn từ gia đình, từ nhà trường như thế nào. Và buổi trò chuyện ngày hôm nay xin khép lại cái số chuyên đề đầu tiên là vấn nạn tự tử ở trẻ vị thành niên. Xin mời các quý độc giả hãy tiếp tục theo dõi những số chuyên đề sau.